mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Và ăn chay nó thường thường lắm, nó có nhiều cái điều mà nó hơi vui lắm. Tôi có hơi vui lắm là vừa rồi á, cách đây 2 năm có một bệnh nhân họ người Campuchia, hai vợ chồng Campuchia, cái người vợ đó dẫn con chồng đến bị mắc cườm. Tôi bỏ mắc cườm sáng rồi, thì cái người vợ là 40 tuổi, còn ông chồng là 40 mấy đó. Thì cái người vợ mới than phiền với tôi là: bác sĩ ơi, hai vợ chồng tôi ở với nhau là 20 năm rồi mà không có con, tôi buồn quá. Tôi bà chị cứ đi khám từ vũ mà khó chứ, tôi khám hết rồi. Thì họ nói rằng là cái buồng trứng, cái tử cung tôi tốt, nhưng mà lỗi tại ông chồng. Ông chồng tại vì cái tinh trùng nó yếu sao đó, nó không đủ sao, nó không có cho. Thì chị giữ tôi nhân tạo chắc đắt quá bác sĩ ơi, vì mỗi lần tôi nhân tạo ngay mỗi lần bơm tinh trùng như vậy phải tốn gần 5.000 đô la, phải bơm nhiều lần mới đậu thai, mà khi đậu thai là phải dưỡng tốn kém lắm. Do một đứa bé sinh ra tốn cả bạc tỷ đó, tôi đâu có được. Tôi biết chuyện này từ lâu rồi, tôi mới nói rằng thôi bây giờ nha, chị với anh về nhà ăn chay đi. Tôi đảm bảo rằng là nó sẽ có chuyện lạ xảy ra, cứ ăn chay đi. Rồi nó có sẽ cầu nguyện cái gì tôi được cái đó. Vì hai ông bà thì cũng thật ra không có đạo gì hết ha. Rồi 2 năm sau, cái người vợ mới đây thôi, cái đây 2 tháng này, cái đây 3 tuần này, cái người vợ dẫn một anh chồng lên. Cái người vợ mới đưa tôi cái này này. Đây là con của bác sĩ này. Con của bác sĩ. Tôi bảo trời, bác sĩ Hoàng 62 tuổi mà còn đẻ con là mệt dữ ta. Con tôi giờ tôi lớn rồi, bây giờ 62 tôi bắt tôi nuôi con này chắc tôi mệt dữ à. Mà không có bác sĩ ơi, đây là con thật của bác sĩ đó. Ủa vậy hả? Bác sĩ nhớ không? Cái đây 2 năm đó, bác sĩ khuyên tôi á về nhà ăn chay đi. Tôi nói vào bác sĩ nha, khi hai vợ chồng tôi ăn chay được 10 tháng là tôi có thai. Rồi sau đó tôi đẻ, bây giờ khi tôi lên tôi đó, bây giờ đứa bé đó là 11 tháng rồi. Tôi xin cảm ơn bác sĩ, đây để con tin thần bác sĩ này. Đấy. Cái chuyện này tôi biết rồi, tôi không cần nói. Nếu mà quý vị đi tâm linh, quý vị hiểu được liền. Tôi không giải thích cái này vì đây là khoa học, tôi không nói. Nhưng mà quý vị phải đồng ý với tôi không? Có phải đứa con á, sinh ra là kết quả tình thương của vợ và chồng không? Có tình thương mới có đứa con được, phải không? Khi mà vợ chồng á, khi con không có con là mình biết là nếu mà nói theo với kinh Phật là cái nghiệp sát mình nặng quá. Bây giờ mình chuyển đi, mình mang cái lòng thương đi trong những người mình á, thì cái tình thương nó sẽ đơm hoa đậu trái cho một mình. Thì đúng, 10 thì ai sao thì nó có con. Mà cái trường hợp này không phải trường hợp điển hình, tôi có nhiều trường hợp lắm nhưng mà tôi không nói ra. Nói ra thì bác sĩ nói chuyện phản khoa học. Vì tôi nói ra bác sĩ và tự vũ không tin. Nhưng mà quý vị cứ đi khám tự vũ mọi điều kiện đi, cứ khám hết tất cả đi. Rồi mà không bớt á thì quý vị gặp tôi ha. Tôi không phải tôi đã phá các bác sĩ sản khoa, quý vị cứ đi khi nhưng mà quý vị đi gặp tôi. Nhưng mà ít ra á, quý vị thấy không? Vì cái bệnh nhân này người Campuchia họ nói: bác sĩ ơi, tôi rất là hay lắm á. Khi tôi nghe bác sĩ ấy rằng á là tôi hết đau lưng. Tại vì bà chuyên môn bà làm rẫy mà. Rồi tôi đau lưng lắm, từ khi tôi ăn chay là tôi hết đau lưng. Và rất là vui đó là ông chồng tôi bị viêm xoang kinh niên. Ông chồng tôi có hết viêm xoang luôn. Mà cái đứa bé này vui lắm bác sĩ ơi. Tôi có bầu nó mà nó không có hành thai. Và năm nay cháu được 11 tháng rồi. Cháu mọc 2 cái răng mà người nó mắc rượi à. Ai nuôi con biết con bé nít mà nó mọc răng á thì nó sốt không có rượi à. Thì quý vị thấy ăn chay nó tuyệt vời chưa? Nó nhiều lắm. Cái này làm sao tôi chứng minh được ha? Chứng minh được. Giống như vừa rồi tôi có kể ở đây có hội trường đây này, là tôi nói là có bị biết ca sĩ Bạch Tuyết chứ gì đó. Bạch Tuyết là có chồng mà không có con đó, và đi qua bên Pháp á trị liệu đó. Pháp thì các bác sĩ sản khoa chụp hình đó là tử cung bị teo, buồng trứng bị cái vòi trứng bị tắc hẹn, nói là cô sẽ suốt đời có con. Nhưng Bạch Tuyết về nhà ăn chay cầu trời cất Phật gì mà làm sao có con, đưa ra các bác sĩ không có tin, nó sự thật như thế. Dạ tôi bây giờ, nếu mà quý vị ăn chay dù không có con nhưng mà ít ra quý vị chữa được một số bệnh kinh niên. Ha ha ha,